Em Minh chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Mẫu Java Fuco màu trắng xanh bản 2024 mà tháng dầu mọi người ạ. 26 triệu là giá em Minh bán. Hiện tại thì mức giá này thì phải nói là tốt nhất thị trường rồi mọi người ạ. 26 triệu. Em Minh có tặng gồm là chân chống inox này. Rồi gọng nước, bình nước, chai nhớt, đèn sau, nón bảo hiểm nha mọi người. Và bao ship toàn quốc luôn mọi người ạ. Mọi người cùng tham khảo nhé. Mẫu này thì quay khá nhiều và trên thị trường các anh chị em đã quay khá nhiều rồi. Con này là full carbon mọi người ạ. Full carbon. Bánh để cáp carbon này. Rồi bánh này là bánh 5 phân carbon luôn này. Rồi cà cốt yên. Rồi khung. Rồi càng. Ghi đông bô tăng liền. Đấy. Là full carbon luôn. Đặc biệt là nó trang bị là 12 lít 105. Bản đời mới nhất. Bản đời mới thì nó vuông vuông này này mọi người này, 12 lít. Còn đâu cái bản kia 11 lít thì nó tròn khác cơ. Sên nó đi sên là PowerTech. Lip là lip 12. Lip này là Sunshine. Lip Sunshine mọi người ạ. Lip Sunshine. Rồi gạt đĩa 105. Cái đĩa của nó là đĩa đề cáp. Và này thì là 50-34 thôi. 50-34 thôi. 50-34. Trục rỗng. Bàn đạp của nó là cũng bàn đạp giống với Chitter mọi người ạ. Bàn đạp cỡ trung bình. Cái đôi này cỡ tầm khoảng là 200.000, 250.000. Vỏ của nó là vỏ Michelin. Vỏ Michelin chọc 700x25C mọi người nhé. 700x25C. Java Fuco Beat 2024 Carbon B-Fusion T800. T800. Và đặc biệt là cái này là nó là bản thắng dầu. Bản thắng dầu mọi người ạ. Bản thắng dầu Shimano 105. Và đi là trục T-Boot thắng đĩa trước sau, thắng dầu luôn. Java Fuco đợt này là màu xanh, màu đen bóng và màu xà, màu đen nhám nữa mọi người nhé. Có tem UCI luôn. Đấy là thắng đằng sau. Thắng đằng sau cũng là thắng dầu luôn này. Đĩa trước thì 160, đĩa sau 140. Cuối nổ. Thắng dầu. Đương nhiên là tay lắc là 105 rồi mọi người này. Tay lắc 105. Thì là bộ tăng đề cáp. Tất cả là các cái món carbon ở trên này là đề cáp rồi vành rồi đầu ghi đông bô tăng các thứ là đề cáp hết. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em nhé. 0706198999. Hoặc mọi người ghé trực tiếp 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em cảm ơn mọi người.